Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì chúng ta đang hưởng những phước hạnh mà tôi tin rằng lời mà Chúa ngài đã bày tỏ cho một tôi tớ của Chúa tại Brand, Texas. Chúng ta đang ở cái chỗm, cái đỉnh của sự phụ hưng. Và lời tri thức đó được bày tỏ và khuyến khích chúng ta là hãy nghiêng vào. Nên chúng tôi kêu gọi và mời anh chị em chúng ta cứ nghiêng vào. Đừng nghiêng ra, nhưng mà nghiêng vào cho những việc mà Đức Chúa Trời ngày toàn định làm. Vì anh chị em, thế giới chúng ta đang sống rất cần chiêm ngưỡng thấy sự vinh hiển của Chúa. Vinh quang của Ngài đổ trên những cuộc đời, những con người. Và qua đó thì Chúa có thể tái giới thiệu Ngài cho xã hội, cho thế giới của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta đang sống tại một cái đất nước mà chúng ta biết rằng đã được Đức Chúa Trời ban phước rất nhiều. Vì những người lập quốc này, họ có lòng kính sợ Chúa, họ đặt Chúa đứng hàng đầu. Và Cơ Đốc giáo vốn là tâm điểm của mọi sinh hoạt của xã hội này, luôn cả trong bản hiến chương của họ cũng nhắc đến những cái phước hạnh mà Đức Chúa Trời đấng tạo hóa đã dựng nên và ban cho loài người của chúng ta. Nhưng hôm nay thì chúng ta thấy đất nước này đang ở trong thời kỳ rất tối, đòi hỏi một cơn thức tỉnh tâm linh lớn xảy ra, như cơn thức tỉnh tâm linh thứ nhất và thứ hai đã diễn ra. Và chúng ta là những người được tiếp xúc với Tin Lành của Chúa, là chúng ta được hưởng cái phước hạnh và sự tuôn đổ ra từ hai cơn thức tỉnh tâm linh này. Tội lỗi được đối diện một cách nghiêm khắc. Đời sống được biến đổi. Sự khao khát Chúa và mắc lại mối liên hệ tương giao với Ngài đi đến mức độ cao, đến độ 12 giờ trưa. Thì tiếng chuông của nhà thờ, chuông bắt đầu báo lên. Thì người ta bỏ công việc làm, công sở của mình, đổ vào trong các nhà thờ, tập trung vào các điểm để cầu nguyện. Và sức mạnh của cái cơn thức tỉnh tâm linh đó khiến cho những bar rượu không còn có ai sử dụng nữa. Nhiều bar rượu đóng cửa, những hộp đêm không còn có khách nữa. Và việc cứ tràn ra trong ơn của Chúa và sự vinh quang của Chúa đổ xuống trên đất nước này, từ bờ biển của phía Tây sang bờ biển của phía Đông. Phước hạnh của Chúa đổ ra một cách hết sức là lớn lao. Vô số người được trở lại cùng Chúa. Và nhiều con cái của Chúa đã đứng lên để tham gia vào ở trong những công tác truyền giáo. Bao nhiêu những cái phước hạnh mà chúng ta thấy công tác xã hội được ra từ đó. Vì có một cơn thức tỉnh tâm linh, thì những người đời sống tâm linh ngủ mê thì bừng lên trong sự sống của Chúa. Rồi chúng ta thấy xã hội được biến đổi theo. Nhưng ngày hôm nay thì chúng ta đang sống ở trong những ngày mà chúng ta thấy rằng rất là vô lý. Tối thì thật là tối. Vì có những sự lựa chọn, những người biết có Đức Chúa Trời nhưng mà là phủ nhận sự hiện diện của Ngài. Nên Đức Chúa Trời Ngài nổi cơn thịnh nộ của Ngài và Ngài ngoảnh mặt đi, khiến cho họ bây giờ không biết tối với sáng, không biết phân biệt được giữa cái đời sống phước hạnh và chân thật so với cuộc sống giả ngụy mà người ta đang từng trải. Thứ bảy vừa rồi, một chị em trong hội thánh của chúng ta đến và đưa cho tôi một cái mẫu đơn. Bà nói rằng mục sư, như mục sư giảng bây giờ nó, cái chỗ em làm nó cũng có rồi đó. Anh xem một cái danh sách dài, một cái bảng khoảng chừng 50 mục để giúp đỡ cho trả lời một cái câu hỏi mà trước đây rất là đơn giản. Male or female, đừng ông hay là đừng bà. Bây giờ thì không còn hỏi được điều đó. Họ phải hỏi rằng bạn muốn chúng tôi gọi bạn là gì? Đừng ông, đừng bà hay là cái loại khác? Bởi vì có những người đàn ông bây giờ muốn chúng ta gọi họ là đàn bà. Và có những người đàn bà muốn chúng ta gọi họ là đàn ông. Bây giờ tất cả các nơi công sở cũng như mọi nơi, bây giờ người ta bối rối lên không biết là mình gọi lộn nó có thể nó kiện tụng mình. Chúng ta thấy nó kinh khủng đến như vậy. Cái chuyện rất là đơn giản. Đức Chúa Trời dựng nên và chúng ta nhìn chính thân thể của chúng ta. Cái sự Chúa Ngài dựng nên đó mình biết rồi.
là đàn ông hay là đàn bà, nhưng mà ngày hôm nay tâm trí của con người bây giờ nó đen tối đến cái độ người ta cũng không biết nữa. Rồi trong đó có một câu hỏi là cái dạng là bạn muốn được biết đến là người như thế nào trong ngày hôm nay? Có nghĩa là hôm qua có thể là vẫn nghĩ mình là đàn ông nhưng mà hôm nay nghĩ mình là đàn bà. Cho nên bây giờ là người ta mỗi sáng thức dậy người ta phải cố gắng để quyết định là hôm nay mình cảm thấy mình là đàn ông hay là đàn bà. Anh chị em thấy kinh khủng không? Nó tối tăm đến như vậy. Bởi vì lời của Chúa đã báo cho chúng ta biết rồi, khi chúng ta loại Ngài ra khỏi đời sống của mình, gia đình của mình, xã hội của mình, thì sự mù tối nó sẽ đến. Người ta không thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên họ, nhưng mà thờ điểu thú côn trùng. Á Đông của chúng ta thấy điều đó lâu rồi. Chúa thì không thờ, đấng tạo hóa không thờ, nhưng mà thờ con này con kia đủ mọi thứ. Có lần tôi xem một cái cảnh mà tôi thấy thương quá, tôi khóc với Chúa, lại Chúa xin tin lành của Chúa đến với họ. Là chiếu một cái cảnh ở bên Ấn Độ, là người ta đổ về một cái đền này và lúc nhúc là những con chuột. Rồi người ta đem những cái bình sữa đến và tân tiêu đút cho ông bà của mình, vì họ bây giờ đầu thai làm mấy con chuột. Nên cái đền đó đó là họ đi đến để họ cho bú. Ông bà của mình bây giờ đầu thai làm con chuột cho nên phải về đó mình cho bú, không thôi là ông bà của mình chết đói. Anh em, con người được Đức Chúa Trời dựng nên cho ảnh tượng của Ngài, bây giờ người ta tuột xuống đến cái chỗ là thờ phượng những cái tạo vật. Mà còn điều đáng tiếc nữa là những tạo vật chính tay của mình làm nên, rồi cúi xuống thờ lại nó. Mù tối, xã hội này chúng ta thấy rằng đã bị ảnh hưởng và rất là nhiều điều mà những giá trị trước đây được đặt ở trên lời của Đức Chúa Trời, ngày hôm nay theo triết thuyết này, theo như quan điểm của người kia. Và cuối cùng chúng ta thấy có những tôn giáo mới được thành lập. Khi chúng tôi đi và phục vụ cũng như đem tin lành của Chúa, đem lời của Chúa đến dạy cho những người ở trong tù, thì mệnh danh là sự tự do niềm tin đó, thì có những người tù nhân ở trong đó họ sản sinh ra một cái tôn giáo mới. Cái tôn giáo của họ là cái nồi là Chúa của họ. Cho nên khi tất cả những cái công việc khác mà đòi hỏi họ là một tù nhân làm đó, họ lấy cái nồi ra rồi họ cúi xuống, họ thờ lại cái nồi đó, họ xá nó một lúc. Thì ta nói rằng, ô cái thì giờ này, người này đang thờ phượng thần của mình cho nên để anh yên. Kinh hoàng. Vì chúng ta thấy điều đó. Trong xã hội, anh chị em phóng tầm nhìn ra chúng ta sẽ thấy thật là tối. Cho nên hơn bao giờ hết thế giới của chúng ta cần Đức Chúa Trời Ngài tái giới thiệu chính mình Ngài là đấng tạo hóa, đấng vinh hiển, quyền năng, thánh khiết. Để cái thước này, cái dây chuẩn mực này thả xuống thì biết là cái xã hội đó, cái gia đình đó, cuộc đời đó đã lệch bao xa rồi. Như cái dây chuẩn mực của người thợ hồ thả xuống thì biết cái vách tường nó đang nghiêng hay là nó đang thẳng theo cái tiêu chuẩn. Cho nên Chúa Ngài đang lên tiếng và Ngài nói rằng Ngài sẽ đến. Ngài sẽ tái giới thiệu chính mình Ngài và tuôn đổ sự hiện diện hiển lộ của Ngài. Và Chúa Nhật ngũ tuần năm nay, tôi dùng đề tớ của Chúa là người được biết đến là người có cái thẩm quyền trong việc là đã nghe một cách chính xác những gì Chúa nghe bày tỏ. Và ông đã công bố Đức Chúa Trời sắp đến thành phố Houston của chúng ta. Và cái câu kế tiếp là chúng ta phải để ý xem Chúa Ngài vận hành ở đâu. Rồi ông dừng lại và ông nói, Chúa mới vừa bày tỏ cho tôi, Chúa Ngài sẽ đến qua người Việt Nam. Cảm ơn Chúa. Rồi ông nói tiếp, hãy báo cho người Việt Nam. Lúc đó giờ thì ông chia sẻ lời Chúa ở một thành phố khác. Hãy báo cho người Việt Nam ở Houston biết rằng Đức Chúa Trời sắp sửa can thiệp vào đời sống của họ. Ngợi khen Chúa. Đó là ý định của Chúa. Ngài muốn đến trên thành phố này. Và Ngài chọn đến qua người Việt Nam của chúng ta. Đó là một sứ điệp khai mạc của đại hội, chúng ta đã nghe điều đó. Vì Ngài tìm thấy một nhóm người xuất thân từ một cái quốc gia được kể là 7 cái quốc gia đã thờ lại con rồng. Và Ngài muốn tìm thấy những con người đã kinh nghiệm được sự đắc thắng công việc của con rồng là con quỷ
là con rắn năm xưa, là ma quỷ đó. Khải Huyền chương 12 nói với chúng ta điều đó. Để Ngài có thể dùng chúng ta để giúp đỡ cho xã hội này, cho thành phố này. Vì công việc của ma quỷ ngày hôm nay nó trá hình. Nó làm những việc mà chúng ta thấy rằng người ta hoan nghênh nó. Họ không biết là nó chỉ đến để cướp giết và hủy diệt mà thôi. Người ta hoan nghênh nó. Và mỗi một ngày thì một rộng hơn. Nhà tôi giữ đứa cháu gái, con thứ ba của Khánh Trang. Mỗi lần tôi đi đến những cái nơi này thì cháu có một cái phản ứng giống nhau. Cái tình trạng của cái nước Mỹ này ở trong cái chỗ mà chúng ta thấy nó đi đến cái chỗ kinh khủng. Gần cách nhà của tôi 3 căn. Có một cái nhà mà ngày hôm nay thì những cái căn nhà này mỗi ngày nó bông nhiều hơn. Đó là họ trang trí hình của bộ xương mặt quỷ. Năm nay thì ít hơn năm rồi, để lũ khủ chừng 40 cái con búp bê ngồi ở trên sân đó. Và bên cạnh nó để một cái mộ bia là Rest in Peace. Tại sao mình đổi cái nhà của mình trở nên cái nghĩa địa chứ? Bởi mình phải tham dự vào và phải hợp thời, hợp mùa. Đây là mùa của Halloween. Một đứa con nít thôi, cháu ngoại của chúng tôi, ẵm nó đi vào trong Costco, nó thấy một cái hình của một cái bộ xương. Nó nói, uiêu, con nít nó còn biết cái điều đó. Rồi ẵm nó đi vào trong Home Depot, bây giờ nó cũng gặp một cái hình tương tự như vậy, và nó nói, uiêu, nó chỉ, Papa. Con nít nó còn thấy cái điều đó là cái điều đáng tổn. Nhưng mà người ta ta mở cửa cho nó. Và xã hội mỗi ngày một tối, và chúng tôi sẽ chia sẻ điều đó với anh chị em trong phần sau của sứ điệp này. Một điều mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em trong ngày hôm nay là Đức Chúa Trời có một cái cách của Ngài để đem sự sáng, sự vinh quang của Ngài đến, và Ngài muốn tái giới thiệu chính mình Ngài cho xã hội của chúng ta. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em hôm nay khi sự vinh hiển của Chúa đổ xuống. Lê-vi-ký chương 9 câu số 6 chép, Môi-se nói rằng, đây là các điều Đức Giê-hô-va phán dặn, hãy làm đi, thì sự vinh quang của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng các ngươi. Môi-se nói lại những điều mà Đức Giê-hô-va đã dặn, và những công việc mà dân sự của Chúa phải làm, để sự vinh quang của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng họ. Và chúng ta đi xuống câu 23 đến 24 thì chúng ta thấy những điều này. Môi-se và A-rôn vào liều hội kiến rồi đi ra chúc phước cho dân chúng. Vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra với toàn dân, không phải là một số người nữa, nhưng mà toàn dân. Một ngọn lửa phát ra từ trước mặt Đức Giê-hô-va, thiêu hủy của lễ thiêu và mở trên bàn thờ. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng reo mừng và cúi rạp xuống đất. Tôi tin rằng điều này Chúa Ngài cũng sẽ lặp lại ngày hôm nay. Khi sự vinh quang của Chúa đổ xuống trên hội thánh của Chúa, trên chúng ta, và có những dấu kỳ sự lạ xảy ra như lửa ở tại đây, từ trước mặt của Ngài, lửa lóe ra, thiêu đốt cổ lễ ở trên bàn thờ. Thì khi người ta thấy như vậy, thấy vậy thì toàn dân cất tiếng reo mừng và cúi rạp xuống đất. Có một hiệu ứng đó. Trong chức vụ của tiên tri Lê-xê trên đỉnh núi Cạc-mên cũng giống như vậy. Khi sự hiện diện và vinh quang của Ngài bày tỏ ra, thì nó có ảnh hưởng rất là lớn, đem lại sự phục hưng cho cả một đất nước, đem lại cái sự kính sợ Đức Chúa Trời trên cả một đất nước. Sự vinh hiển của Chúa là điều mà mọi con gái của Chúa chúng ta cần tìm. Nhưng chúng ta cần phải biết, có một sự hiểu biết thật về sự vinh hiển của Chúa là gì. Ở trong tiếng Himalai, mang ý nghĩa là một cái sức nặng quan trọng và sự rực rỡ huy hoàng của Chúa được bày tỏ ra tới độ mắt của chúng ta có thể thấy được, thân thể của chúng ta có thể kinh nghiệm được. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, chúng ta đừng để ý
là nếu không có sự chuẩn bị trong Lê Vi Ký chương 8 thì không có điều gì xảy ra trong chương 9 này. Có sự chuẩn bị, có những điều mà Đức Giê-hô-va dặn dân sự của Chúa phải làm. Khi họ làm thì sự vinh hiển của Chúa sẽ đổ xuống. Cho nên chị em, kẻ ơn Chúa chúng ta sẽ bước vào trong sự chuẩn bị này, chuẩn bị chính mình cho sự thăm viếng của Chúa. Trong 40 ngày qua, Chúa ngày cho chúng ta thấy những cái khoảnh khắc khi đa số người trong buổi nhóm dọn tấm lòng của mình được trong sạch, ăn năn cho những điều làm buồn lòng Chúa và sự hiện diện của Ngài, sự hiện diện của Chúa tràn xuống. Lập tức người ta được chữa lành khi chưa có ai đặt tay cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Cô chị em của chúng ta, cô Thành Tính, vợ của anh Nguyễn Hữu Hùng đó, cô kể lại là cô bị chứng bệnh sinus mấy chục năm rồi. Mỗi lần mà sinus nó thể hiện đó là ai mà nói lớn tiếng cô cũng bị nhức đầu, và khi thấy ánh sáng cũng bị chói mắt, và cô khốn khổ vì điều đó. Nhưng trong sự hiện diện của Chúa, trong cái buổi nhóm mà chúng ta ngày hôm nay được biết đến là buổi nhóm mà chưa có ai cầu nguyện, trong sự hiện diện của Chúa có 7 người được chữa lành đó, thì cô là không phải một trong 7 người đó, nhưng mà là cộng thêm nữa, bởi vì bây giờ mới biết và cô làm chứng lại. Cảm ơn Chúa. Cô rằng tức khắc cái sinus nó áp suất của nó rất là nặng ở trong khoang mũi của mình, vì có thể là mũi hay là nó là cái chất mũ ở trong đó, nó làm cho não bộ của mình cũng bị cái áp suất đó, là làm cho cô rất là khốn khổ. Thình lình nó biến mất, cô hít thở bình thường trở lại và cô nói rằng nó không còn nữa. Mà cảm ơn Chúa, đến bây giờ là hơn một tháng rồi không thấy nó trở lại, vì Chúa nghe đã chữa lành. Cảm ơn Chúa. Sự vinh quang và sự hiện diện của Chúa sẽ đem lại tất cả những phước hạnh mà chính mình Chúa Ngài có thể mang đến cho chúng ta. Vì Chúa giấu quyền năng của Ngài trong sự hiện diện của Ngài, trong sự vinh quang của Ngài. Ngài giấu sự phục hồi và tất cả những phước hạnh ở trong đó. Bởi vì có Chúa chúng ta có tất cả. Cho nên là con gái của Chúa, chúng ta phải ao ước và chúng ta phải làm mọi giá để chúng ta chuẩn bị đời sống của mình, gia đình của mình, một môi trường như Chủ nhật vừa rồi chúng ta đã học, Mạnh Đức khi nãy có nhắc, chúng ta phải dành chỗ cho sự hiện diện của Chúa. Vì Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết. Chúng ta không thể mời Đức Chúa Trời thánh khiết vào trong căn nhà dơ bẩn được. Tôi nói về dơ là rác rến, mà dơ bẩn thuộc linh. Ngài cũng không thể nào vui thỏa để ở trong một cái thân thể mà chúng ta có những sinh hoạt mà Chúa không vừa ý. Đó lý do phải có cái sự chuẩn bị biệt riêng ra để Chúa có thể ban phước trên đời sống của chúng ta. Chúng ta đang ở trong những ngày mà luôn cả trong giáo hội, người ta muốn cái vương miện mà không có thập tự giá, không cần thập tự giá. Không có anh chị. Để chúng ta được Chúa Ngài cứu phục hồi và cho chúng ta địa vị làm thầy tế lễ, là vua trong vương quốc của Chúa Trời, phải có cái trả giá của Chúa Giê-xu là thập tự giá. Để chúng ta được phục hồi trở lại, cái vương miện của sự vinh hiển mà Chúa đội trên đầu chúng ta là tạo vật được dựng nên thấp hơn Đức Chúa Trời một chút. Như Thi Thiên thứ 8 nói đến đó, vì tội lỗi con người chúng ta không còn có thể chứa đựng sự hiện diện của Chúa được. Cho nên trước cơn đại hồng thủy, Đức Chúa Trời nói rằng vì loài người là ác và gian ác, cho nên thần của Đức Chúa Trời không thể nào ở trong loài người được nữa. Chúa phải hủy diệt những người trong đời đó qua cơn đại hồng thủy. Nên cảm ơn Chúa, ngày hôm nay Chúa Giê-xu bởi thập tự giá của Ngài mà chúng ta tội lỗi được tha, chúng ta được thánh hóa, chúng ta được đổi mới, và bây giờ sự vinh quang mà vì tội lỗi đã làm cho chúng ta hụt mất đó, bây giờ Chúa cho chúng ta trở lại. Chúng ta có thể có được sự hiện diện của Chúa ở trong đời sống của chúng ta, và chúng ta sẽ kinh nghiệm được phước hạnh mà Chúa Ngài đã định. Hôm nay thân thể của chúng ta chính là đền thờ của Đức Chúa Trời, nơi thánh linh của Chúa ngự. Tôi biết tôi nói cái điều này, nhắc câu kinh thánh này nhiều, và có nhiều khi chúng ta, cái điều này làm sao có thể xảy ra được không? Đức Chúa Trời vĩ đại, thánh khiết như vậy, Ngài có thể ở trong thân thể này sao? Nói về ý nghĩa thuộc linh thì chắc như vậy. Không, anh chị em, thân thể của chúng ta là đền thờ nơi Chúa ngự. Và nếu như vậy thì căn nhà thân thể của chúng ta phải có sự chuẩn bị để Chúa Ngài sẽ đến
không chỉ thăm rồi đi. Nhiều dân sự của Chúa từng hồi từng lúc có một cái kinh nghiệm là được Chúa thăm viếng. Nhưng mà trong phước hạnh Đức Chúa Giêsu Ngài dành lại cho chúng ta, ý định của Ngài là Ngài sẽ ở luôn. Ngài sẽ chọn để ở với chúng ta dài lâu. Nhưng mà chắc chắn Chúa Ngài sẽ không thoải mái ở trong một cái đời sống mà Ngài nghe miệng chúng ta nói những điều bậy bạ. Mắt chúng ta nhìn những điều mà tuần rồi tôi nói chơi, xem phim của người nghèo. Không có đủ quần áo mặc. Ngài không thể thoải mái ở trong chỗ như vậy. Để chúng ta có thể hiểu một chút nè. Anh chị em có những lúc, có những cái nơi, những cái bữa tiệc mà tôi bước vào một cái mọi người nói ông mục sư đến. Có nghĩa là những câu chuyện trước đó đó là những câu chuyện mà mình sợ ông mục sư không nghe. Mà tôi chỉ là người hầu việc Chúa, tôi tới của Chúa thôi. Bây giờ đừng sợ mục sư Khánh tới rồi mình phải đổi đề tài. Mà hãy sợ đấng mà chúng ta thờ phượng, Thánh Linh của Chúa là người khách vô hình, luôn luôn ở bên bàn ăn của chúng ta nếu chúng ta mời Ngài. Ngài nghe hết tất cả, Ngài thấy hết tất cả. Amen anh chị em. Thanh niên hồi xưa nó có một cái hình ảnh mà tôi nói với nó thì tụi nó ớn lắm. Nó rằng các con đi ra hẹn hò đó, ngồi ở trên xe thì cái này nè, chừng từng này thôi nó giúp các con đỡ phạm tội rồi nè. Hãy hình dung mục sư ngồi ghế sau. Thấy mới định làm gì nghe mục sư thì không dám làm. Anh chị em, Chúa nếu Ngài đi cùng với chúng ta thì từ lời ăn, tiếng nói, cách sinh hoạt của chúng ta, thái độ của chúng ta phải thay đổi. Cho nên để cho những con người này, A-rôn và các con trai của người có thể đi vào trong đền tạm và tại đó họ có thể đứng ở trước mặt Đức Chúa Trời vì Ngài vui lòng bày tỏ sự hiện diện của Ngài trong nơi chí thánh đó, thì những con người này phải được chuẩn bị trước. Và trong đại hội chúng ta cũng được nhắc và tôi cũng thường giảng cho anh em này này, thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm một lần họ mới được cái đặc ân để bưng một cái chậu huyết của con sinh tế đi vào trong đó, rải huyết ở trên nắp thi ân 7 lần để xin Chúa Ngài che lấp tội lỗi của dân sự của Chúa. Và trong lúc thầy tế lễ thượng phẩm đi vào trong đó thì dân chúng họ đứng ra trước cái cổng của cái lều của họ, họ nhìn xem, họ chờ. Ông trở ra được, mọi người reo hò vui mừng bởi vì Đức Chúa Trời nhậm cái của lễ đó. Có nghĩa là mình được thêm 365 ngày nữa là Đức Chúa Trời không đổ sự thịnh nộ của Ngài vì tội lỗi ngoài cái kế hoạch của Chúa để giới thiệu về công việc trọn vẹn mà Đức Chúa sẽ làm đó là huyết của con sinh tế để che tội của dân sự của Chúa. Cảm ơn Chúa, Ngài Đức Chúa Giêsu dâng chính huyết của Ngài để làm của lễ chuộc tội chúng ta. Người ta lấy xác của Ngài xuống đặt ở trong mồ mả. Chúng ta hình dung các môn đồ của Chúa và thế giới chờ để xem Ngài có bước ra khỏi cái mộ đó hay không. Thiên sứ trên trời chắc cũng nín thở. Cho đến khi Đức Chúa Giêsu phục sinh một cách khải quang, Ngài bước ra và Ngài tuyên bố những điều mà Ngài đã trước khi hơi thở cuối cùng. Ngài nói mọi sự đã được trọn đó, bây giờ được xác nhận Đức Chúa Trời đã nhận cái của lễ hy sinh của Ngài và đã thỏa đáng với tất cả những yêu cầu của Chúa, cho nên sự cứu rỗi có thể đến với chúng ta, chúng ta có thể được tha thứ, chúng ta có thể được Chúa Ngài dựng nên chúng ta mới. Nhưng mà thầy tế lễ trong cựu ước đi vào ở trong nơi vinh hiển đó, nếu mà vì cái lý do nào người này chết thì không có ai khác có thể đi vào trong đó được. Cho nên thầy tế lễ, người ta kết cái chuông theo như lời của Chúa dạy ở trên viền áo, cái áo ephod của ông đó. Để khi ông đi, ông di chuyển thì nghe cái tiếng chuông nó đang kêu ở trong đó, biết là ông còn sống. Nhưng mà để trường hợp ông ngã chết ở trong đó mà không ai có thể vào trong đó để khiêng xác ông ra được đó, thì người ta cột một cái dây thừng ở trên lưng của thầy tế lễ thượng phẩm. Ông ngã chết ở trong đó thì các thầy tế lễ khác chỉ kéo xác ông ra khỏi cái bức màn, vì nơi chí thánh đó không ai có thể được vào. Thánh như vậy và quan trọng như vậy, cho nên trước khi A-rôn và các con trai của ông được cơ hội để phục vụ trong sự hiện diện của Chúa, họ phải có sự chuẩn bị. Và anh chị em yêu dấu, ngày hôm nay chúng ta cũng phải có cái sự chuẩn bị đó. Vì chúng ta muốn kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa, đó là ao ước của chúng ta. Nhưng mà chúng ta có đứng được ở trong sự hiện diện đó và Chúa có bày tỏ sự hiện diện của Ngài một cách hiển lộ hay không đó, tùy thuộc vào sự chuẩn bị của chúng ta.
Trên 40 ngày qua chúng ta thấy Chúa bằng nhiều cách khác nhau giúp để chúng ta chuẩn bị. Những lúc Chúa bày tỏ ra, con không thể nào kinh nghiệm được sự hiện diện của ta và sự vinh hiển của ta nếu con còn làm những điều đó, con còn những việc như vậy. Muốn được ở trong sự hiện diện của Chúa, mà hai vợ chồng không thể nói chuyện được với nhau. Anh đứng một góc của nhà thờ, chị đứng một góc kia. Không thể đứng chung với nhau cầu nguyện được. Chúa mà bày tỏ sự hiện diện của Ngài chỗ đó, chắc chết. Không. Ngài bày tỏ và vui lòng bày tỏ sự hiện diện của Ngài khi có sự hiệp một. Các quan hệ được giải quyết, tội lỗi được xưng ra. Không, Chúa có những tội mà chúng ta nghĩ rằng, ôi, mình đã làm cái việc đó nhiều năm rồi. Cảm ơn Chúa tiếp tục Ngài bày tỏ ra. Trong đại hội chúng ta thấy, Chúa bày tỏ ra qua cái lời tri thức Chúa cho tôi, ba người, phụ nữ, mỗi người ba lần phá thai. Và khi tôi chia sẻ cái điều đó, vừa công bố cái lời đó ra, sau buổi nhóm các con của tôi nói rằng, bà ơi, tụi con muốn nín thở. Tại vì cái này mà sai rất là mang tiếng lắm á. Thì làm sao mà trong một cái buổi nhóm của đại hội lại có ba người, mà ba người đó mỗi người phá thai ba lần. Một lần, hai lần có thể. Nhưng mà ba lần mà ba người như vậy trong cái buổi nhóm. Chúng ta Đức Chúa Trời Ngài không lầm lẫn bao giờ. Thì chúng ta có nghe đúng hay là không mà thôi. Và chúng ta thấy ba người đáp ứng lại. Rồi sau đó chúng ta thấy có một số người khác chắc là hai lần, một lần. Những chuyện huyết của Đức Chúa Giêsu đã rửa sạch. Nhưng mà cái mặc cảm về tội lỗi đó cần phải được giải quyết. Và mặc cảm tội lỗi rồi không biết Chúa còn thương mình hay không. Và đó là mục đích của lời tri thức đó. Đối diện với Isao đó trong cuộc đời của mình, các chị em này được nghe là ân điển của Chúa đủ cho họ. Những cái tội lỗi chúng ta làm trước khi chúng ta gặp Chúa, Chúa tha thứ. Vì Đức Chúa Giêsu đã trả một cái giá rất đắt để gánh lấy những tội lỗi đó thay cho chúng ta tại thập tự giá. Đó là lý do mà chúng ta thấy rằng tất cả những nỗ lực khác của con người, của các tôn giáo không thể thực hiện được. Để không có giáo chủ nào chết cho người mình hướng dẫn. Phật Thích Ca thì chết vì uống cái bát sữa người ta cho, rồi bị sổ ruột mà chết sau nhiều ngày kiêng ăn. Khổng Phu Tử chết vì già. Các giáo chủ khác không có ai tuyên bố một cái kế hoạch rằng mình sẽ chết cho những người mà mình dẫn dắt, để lấy tội lỗi của họ đi và họ có thể kinh nghiệm được sự phục hồi. Chỉ có Đức Chúa Giêsu mà thôi. Cũng không có một thánh nào có thể làm được công việc đó. Cho nên anh chị em hãy điều chỉnh đức tin của mình, tin vào sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu Christ mà thôi. Đi ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và bởi sự đủ quý của Ngài, không có một con đường nào khác để đem chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời. Ngài là đấng trung bảo duy nhất. Bởi vì Ngài vừa là Đức Chúa Trời 100%, vừa là con người 100%. Thì một tay Ngài có thể nắm Đức Chúa Trời thánh khiết và một tay nắm tội nhân, và Ngài làm cái gạch nối để đem chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời. Không ai khác. Không có một thánh nào, cũng không có một con người nào có thể làm công việc đó. Chỉ có đấng trung bảo duy nhất là Đức Chúa Giêsu, là Christ, là người. Cảm ơn Chúa. Giờ trở lại. Để chúng ta có thể kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa, chúng ta không thể nào đến với sự vinh hiển của Chúa ở trong tình trạng mà chúng ta còn có những tội lỗi và những công việc của tội lỗi trong đời sống của chúng ta. Chúng ta không thể đến nhà thờ ước mơ mình được bước vào sự hiện diện của Chúa mà đời sống của mình còn lắm đầy sự ô uế của thế gian, trong đường lối, trong suy nghĩ, lại mong rằng mình có thể kinh nghiệm Chúa tuôn đổ sự hiện diện và thấy được sự vinh hiển của Ngài. Không thể được. Như nước với dầu không có thể nào trộn lẫn với nhau được. Đức Chúa Trời thánh khiết, Ngài không chấp nhận tội lỗi. Ngài có giải pháp đó. Và đó lý do tại sao Chúa Ngài phải đến mang lấy thân xác con người để giải quyết vấn đề đó cho chúng ta. Vì Ngài rất muốn phục hồi theo kế hoạch ban đầu khi Chúa dựng nên loài người chúng ta. Ngài dựng nên Adam xong, ông bất động, ông có hết tất cả. Tôi tin ông có tất cả các bộ phận, mắt, mũi, tay, chân, tứ chi đầy đủ hết. Nhưng chưa có gì hoạt động. Cho đến khi Chúa Ngài phú hơi thở của Ngài là Thánh Linh của Ngài vào, chính Ngài qua Thánh Linh ở trong con người của Adam, thì ông mới được gọi là loài có sinh linh.
Cảm ơn Chúa. Tạ ơn Chúa, Đức Chúa Giêsu đã trả cái giá đắt đó để chúng ta có thể được phục hồi. Chúng ta cần hiểu một cái nguyên tắc mà tôi đang xây dựng với anh chị em để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự vinh hiển của Chúa. Chúng ta phải dọn mình ra thánh. Và theo lời chỉ dẫn của Chúa cho Aaron và các con trai của ông, trong ba cách mà chúng ta có thể học được ở trong ngày hôm nay. Thứ nhất, chúng ta phải mặc trang phục thánh. Bởi vì họ sẽ đứng ở trong sự hiện diện của Chúa để phục vụ Chúa. Trên Lê Vi Ký chương 8 câu 6 cho đến câu số 9, đoạn Môi-se biểu Aaron và các con trai của người lại gần, rồi lấy nước rửa họ. Đây là cái ý khác để giúp đỡ cho chúng ta nhớ cái điều này. Cái con sinh tế này là một con bò lông đỏ. Khi dâng nó lên làm một cái của lễ thiêu, lấy cái tro của nó trộn vào trong nước mới làm cái lễ thanh tẩy này cho các thầy tế lễ. Người Do Thái họ rất muốn xây lại đền thờ thành Jerusalem, đền thờ thứ ba theo như Kinh Thánh nói. Nhưng mà họ không tìm được cái con bò có lông đỏ này. Thì bây giờ 1,000 thầy tế lễ đang học ở trong trường của thầy tế lễ ở tại Jerusalem, họ không có cái điều kiện để có thể phục vụ trong đền thờ khi đền thờ được xây dựng xong. Cho đến có một kỹ sư của trường Texas A&M của chúng ta đã nghiên cứu và gầy được một cái giống của một cái loại bò mà từ lông mi cho đến lông mài cho đến lông đuôi của nó tất cả đều đỏ, đỏ, đỏ nguyên, đỏ. Và con bò đó phải là 5 tuổi thì mới đổi đủ điều kiện. Anh chị em, 2024, 5 con bò này đã được đưa từ Texas A&M qua bên đó, nó sẽ được 5 tuổi. Chúng ta ở trong những thời điểm rất đặc biệt. Tôi muốn nói với anh chị em là chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng để Chúa có thể bày tỏ vinh quang của Ngài, để chúng ta giảng tin lành của Chúa và đưa vô số người đến với Chúa trước ngày cơ hội truyền giáo chấm dứt. Và cảm ơn Chúa có những lời tiên tri của Ngài là trước khi Chúa Giêsu trở lại để tiếp rước hội thánh của Ngài, là 3.5 năm sau khi đền thờ tại Jerusalem, đền thờ thứ ba đó bắt đầu xây dựng, thì sẽ có cuộc thức tỉnh tâm linh toàn cầu và sẽ có tỷ tỷ người đến với Chúa. Ở trong đó có 53 triệu người Việt Nam như tôi cầu xin Chúa. Tất cả về phần của chúng ta chờ đợi chúng ta chuẩn bị để sự vinh quang và sự hiện diện của Chúa sẽ đổ xuống trên chúng ta trên cái mức độ mà chúng ta ao ước như Kinh Thánh đã mô tả cho chúng ta. Câu số 7, người mặc áo lá cho Aaron, cột đai lưng, mặc áo dài, mặc ephod và cột đai ephod. Người cũng đeo bảng đeo ngực và gắn vào bảng Urim và Thunim. Đây là hai cái bảng bằng ngọc. Và khi dân sự của Chúa đứng ở trước mặt thầy tế lễ thượng phẩm, xin Chúa ngài bày tỏ cái này là yes or no, chỉ Urim và Thunim nó sẽ sáng rực lên, hai hòn đá này, để chỉ ra ý định của Đức Chúa Trời, ý muốn của Đức Chúa Trời cho cái việc đó, như là sự bắt thăm đó, nhưng mà do cái bảng Urim và Thunim này. Đội cái mão trên đầu, phía trước mão buộc thẻ vàng, tức là tràng thánh, y như lời của Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Cảm ơn Chúa, phải mặc trang phục thánh. Và chúng ta thấy rằng thứ nhất là họ phải được rửa bằng nước, họ được tắm bằng nước. Chúng ta cũng cần được rửa sạch, không phải bằng nước nhưng bởi huyết của chính con, bởi huyết của Đức Chúa Giê-xu. Và cảm ơn Chúa điều đó đã dành sẵn cho chúng ta. Mỗi lần chúng ta vấp phạm, phạm tội, huyết của Chúa sẵn sàng để rửa sạch chúng ta. Khi chúng ta thật lòng ăn năn quay về, lập tức huyết của Chúa lại có hiệu nghiệm để rửa tội cho chúng ta. Bởi vì Ngài không phải là đứng đến để rửa tội cho chúng ta, cất tội cho chúng ta một lần, nhưng mà Ngài đến để làm cứu Chúa của chúng ta, là đấng có thể tiếp tục rửa sạch tội của chúng ta. Bởi vì chúng ta có một cứu Chúa, chứ chúng ta chỉ không có một cái sự tha thứ một lần rồi sau đó ráng chịu. Và đó là điều tuyệt vời, cũng không có giáo chủ nào khác có thể thay thế Chúa Giê-xu được. Tích chương 3 câu số 5 nói như thế này: không phải cứu vì việc công bình của chúng ta đã làm, nhưng cứu theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh.
Cảm ơn Chúa. Bởi vì sự rửa bởi huyết của Chúa và sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh, cho nên chúng ta được cứu như vậy. Cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay chúng ta không phải qua cái phép rửa như Môi-se đã tắm rửa A-rôn và các con trai của người, nhưng mà mỗi người trong chúng ta có thể đến với huyết của Đức Chúa Giê-xu để chúng ta rửa sạch. Đây là một sự chuẩn bị rất là quan trọng. Trên câu hỏi của chúng ta được đặt ra trong lúc này, với cái ước mơ của chúng ta là sẽ kinh nghiệm sự hiện diện vinh hiển của Chúa đổ xuống trên cuộc đời chúng ta và sử dụng chúng ta, thì câu hỏi tôi xin hỏi anh chị em một cách rất là thành thật, và chúng ta cũng hãy trả lời một cách nghiêm túc, bởi vì nếu chúng ta không vượt qua được cái câu hỏi này, chúng ta không tiến lên được. Đó là tội lỗi của bạn đã xưng ra và được rửa sạch bởi huyết của Đức Chúa Giê-xu chưa? Nếu không, chưa được tắm trong huyết của Đức Chúa Giê-xu, thì đừng xin kinh nghiệm sự diện của Chúa, vì Ngài đổ xuống là chúng ta chết. Nhưng cảm ơn Chúa, Thời gian thứ nhất chương 1 câu 9 nói, còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm chúng ta sạch mọi điều gian ác. Cảm ơn Chúa. Cái chữ xưng tội tại đây trong nguyên tác có nghĩa là chúng ta nói cùng một ngôn ngữ với Chúa. Không phải tại mùa sư Khánh ông giảng riết mà nghe nó là con xưng tội, và xưng tội như thế này: lạy Chúa, nếu con có phạm tội xin Chúa tha thứ. Nếu con có phạm tội có nghĩa là chưa có nói cùng một ngôn ngữ với Đức Chúa Trời. Nhưng mà lạy Chúa, bởi lời của Ngài và con đồng ý với Chúa rằng đây là tội. Dù trước đây con đã bào chữa, con nói cái tội này nó nhỏ quá, mình chỉ xạo một chút, mình chỉ thổi vòng vấn đề một chút thôi, có một mình nói mười mà không có chết một tay nào, không hại ai hết á, cho nên nó ổn, ok. Nhưng mà Chúa nói không. Chúa nói rằng có, không nói không. Phải không chị em? Cho nên đừng hạ tiêu chuẩn của lời của Chúa, mà hãy ăn năn đúng theo như lời của Ngài để chúng ta thật sự được tha thứ. Trang phục. Thầy tế lễ A-rôn có một cái bộ áo rất là đặc biệt. Và không bao giờ để chúng ta nghiên cứu từng phần một. Nhưng mà chúng ta ngày hôm nay được Chúa Ngài trang bị cho chúng ta trong Tân Ước một trang phục khác. Nhưng mà ý nghĩa của nó đều tương đương. Ê-phê-sô chương 6 câu 14 đến 17: vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc áo giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép, lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, cầm lấy gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Trang phục của chúng ta cần mặc vào ngày hôm nay đó là, thứ nhất, cái dây nịt trước, dây nịt bằng lẽ thật. Điều này có nghĩa là không nói dối, không gian lận, không giả vờ, nhưng phải thành thật. Đó là điều Chúa muốn tìm thấy. Mình xem, nếu chúng ta nhìn xa hơn, chúng ta sẽ thấy cái chỗ này, nếu chúng ta không có cái nịch của lẽ thật đó, thì khi chúng ta mở miệng ra chúng ta giảng tin lành của Chúa, thì cái người nghe chúng ta sẽ nói: bữa nay bật nút giảng tin lành à? Từ trước đến giờ là anh, là chị, là nổi tiếng mà. Thì họ nhắc đến cái chỗ không thành thật của chúng ta. Bây giờ chúng ta bật nút giảng tin lành, họ sẽ bịt tai. Và chính cái điều đó sẽ làm cho chúng ta đẩy họ đi xa hơn là kéo họ vào trong vòng tay của Chúa, bởi vì sự thiếu thành thật của chúng ta. Áo giáp bằng sự công bình. Một cái lối sống và hành động của chúng ta phải không chỗ trách được. Chỉ có thánh mới sống được như vậy, mục sư. Dạ. Chúng ta tất cả đều là thánh ở trước mặt Chúa. Anh chị em có biết không? Nếu không chúng ta phải chạy ra khỏi cửa của nhà thờ, xé cái bảng của nhà thờ, đây là hội thánh. Đăng bảng đây là hội thánh gì gì đó, hội thánh tin lành, hội thánh Baptist, hội thánh gì đó. Nhưng mà đụng đến chuyện, làm sao được? Mình đâu có phải là thánh đâu, mục sư. Một là chúng ta lột bảng xuống, hai là chúng ta phải sống đúng. Amen, anh chị em. Và cái tin vui cho chúng ta là qua sự hiện diện và quyền năng Đức Thánh Linh, chúng ta có thể sống thánh khiết ở trước mặt Chúa. Vì tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Tôi chịu đóng đinh và thập tự giá với Đấng Christ, mà nay tôi sống không phải là tôi sống nữa, mà là Christ sống trong tôi.
Những ngày tôi còn sống trong xác thịt này là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Chúa sẵn sàng sống của chúng ta để chúng ta nói rằng là Chúa còn muốn sống đời sống thánh khiết. Còn thái độ của chúng ta sống thánh khiết làm sao có thể được? Cho nên thôi Chúa cảm thông nha. Con là ráng cố gắng sống thánh khiết được 10% là quý rồi, Chúa nhận vậy đi. Không được. Có một mục sư được gọi là sứ đồ của sự thánh khiết trong cuộc phục hưng ở tại Argentina. Mục sư Sergio Scatolini, ông có viết một quyển sách 99% thánh cũng chưa là trọn vẹn. Và trong quyển sách đó ông có nhắc nhở một điều, cái sự thánh khiết không phải do chúng ta được mà do Chúa ban cho chúng ta. Mặc áo giáp của sự công bình, dài dép của tinh lành bình an, có nghĩa là bất cứ nơi nào chúng ta đi phải được đầy dẫy sứ điệp của tinh lành bình an, chứ không phải ganh ghét tranh cạnh và việc của xác thịt. Đức Chúa Trời không phí tài nguyên của thiên đàng, quyền năng, sự vinh hiển của Ngài cho những người mà chúng ta không có nghiêm túc trong việc muốn giảng tin lành của Chúa. Chúng tôi kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa, được sự sức giàu của Chúa đem về làm cái bản quy chương, làm cái chứng chỉ gắn trên tường. Tôi đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh, tôi đã kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa. Rồi sao? Nếu nó không biến thành hành động và ảnh hưởng trên những người chung quanh của chúng ta, đưa người đến với Chúa, thì cái việc đó nó sẽ không có giá trị. Cho nên chúng ta phải mang giày dép sẵn sàng để giảng tin lành mỗi ngày. Mà tin lành bình an nha anh chị em. Xin Chúa Ngài cho chúng ta giảng tin lành, giảng tin mà phải là tin lành, mà không phải tin lành mà phải là tin lành bình an. Thì chúng ta nhiều khi chúng ta giảng tin, nhưng mà tin dữ, tin xấu, tin không đúng, tin giả, giống như tổng thống Donald Trump, fake news. Vương quốc của Đức Chúa Trời được mở rộng hay không tùy thuộc vào chúng ta có giảng tin lành bình an của Chúa hay không. Thuận của đức tin, thuận của đức tin chính là sự bao phủ bảo vệ chúng ta khỏi những sự tấn công của ma quỷ, những mũi tên lửa của ma quỷ bắn vào chúng ta. Chúng ta không thể bỏ xuống hay là thay thế với sự che chở của sự lo lắng phương cách của con người được, mà phải là thuận của đức tin. Anh chị em, khi chúng ta mặc cái thuận của đức tin vào, nó lợi ích lắm. Khi Chúa nghe bảo chúng ta, và tôi nói này nhiều lần, nhiều người nói không được, mục sư không được. Chúa bảo con đi và con nói với người đó, con đi và con làm cái điều đó. Thôi Chúa sai mục sư Khánh đi, sai mục sư xem đi. Con làm được, con biết cái gì để nói. Đúng. Vì Chúa sẽ ban cho chúng ta lời phải nói. Chúa nói rằng đừng sợ, nhưng mà khi con được đưa ra trước mặt một cái người quan quyền hay là ai đó hỏi lẽ về đức tin của con, thì lời sẽ đặt ở trong miệng của con. Có một số anh chị em tha thiết lắm mà nói mục sư ơi, mục sư huấn luyện cho tụi em phương pháp chứng đạo, tụi em đi ra chứng đạo. Nói rằng chúng tôi đang huấn luyện anh chị em cái phương pháp chứng đạo tốt nhất, đó là anh chị em đầy dẫy Đức Thánh Linh và để Ngài làm chứng qua môi miệng của anh chị em, để Ngài giới thiệu chính mình Ngài ra cho nhiều người khác. Mặc dù vậy, tôi đang soạn thảo một cái chương trình chứng đạo dựa trên một câu kinh thánh mà ai trong chúng ta cũng biết rồi. Nếu chưa biết chưa được cứu. Là trái tim của tin lành của Chúa là Giăng chương 3 câu 16. Tôi sẽ hướng dẫn anh chị em để chúng ta sử dụng 5 từ quan trọng trong câu kinh thánh đó để chúng ta sẽ trình bày tin lành của Chúa. Được không? Cho nên cài giấy an toàn chờ đợi. Đừng có lao nhau nữa. Chúng tôi sẽ sớm huấn luyện anh chị em, bởi vì tất cả điều này Đức Chúa Trời đang chuẩn bị chúng ta cho mùa thu hoạch lớn. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Máu trụ của sự cứu rỗi. Tâm trí là trung tâm của tất cả những gì chúng ta nói và làm. Nếu tâm trí của chúng ta chưa được thánh hóa, thì sự suy nghĩ và hành động của chúng ta sẽ dựa trên những điều không phải thuộc về Chúa. Nền tảng và quyết định của đời sống chúng ta cần dựa trên căn bản của sự cứu rỗi, chứ không phải dựa trên suy nghĩ và ý riêng của chúng ta. Tại sao chúng ta có thể làm được mọi sự? Vì sự cứu rỗi của Chúa đã mở ra cho chúng ta cái phước hạnh là Chúa có thể thêm sức cho chúng ta. Sao thì chúng ta có thể bước ra và chúng ta là cái người nhút nhát bình thường, không dám nói chuyện với một vài người, đừng nói là sẽ đứng trước đám đông để nói chuyện cho hàng ngàn người. Bởi vì những gì Đức Thánh Linh có thể làm xuyên qua đời sống của chúng ta. Amen anh chị em.
Đức Chúa Trời có thể mở miệng con lừa để nó nói chuyện. Anh chị có đọc câu chuyện đó chưa? Con lừa là cái con mà người Mỹ ở tại đây họ gọi là ngu như con lừa đó. Nó mở miệng. Ông tiên tri đang đi đường sai, không vâng lời Đức Chúa Trời định đi rủa xả tuyển dân của Chúa. Chúa sai một thiên sứ đứng ở tại đó, cầm gươm sẵn. Con lừa thấy nó ép, nó tránh. Ông lại đánh ông, nói sao mà mày bữa nay mày cứng đầu vậy, mày ngu như con lừa. Nó mở miệng ra. Nếu Đức Chúa Trời có thể mở miệng con lừa thì ai ngày cũng có thể nói được qua đời sống của chúng ta. Amen anh chị em. Miễn là chúng ta nhận biết mình không có Chúa, mình sẽ giống như con lừa. Hạ mình xuống trước mặt Chúa, nhờ cậy Chúa hoàn toàn. Đó là điều Chúa Ngài đang chờ đợi. Tôi hình dung khi chúng ta chạy đến, nói, Chúa ơi con không có khả năng. Chúa nói rằng ta biết. Bộ con nghĩ ta không biết hết. Nhưng mà ta sai phái con qua cái sự sai phái của ta. Sai phái có nghĩa là phải có đấng sai mình đi. Người phía châu họ nói rằng đừng sợ cái người sứ giả, mà hãy sợ cái người sai cái sứ giả đó đi. Vì người đó có cái thẩm quyền và khả năng để có thể thực hiện cái sứ điệp đó, cái tin tức đó. Và nếu có sự chống đối, người đó có thể có thừa khả năng để có thể thực hiện được. Cho nên đừng sợ cái người sứ giả, mà sợ cái người sai cái sứ giả đó đi. Anh chị em, cái sức mạnh của chúng ta khi được Chúa Ngài sai phái là đấng sai phái chúng ta. Và 40 ngày qua Chúa Ngài dạy chúng ta bằng nhiều cách khác nhau trong các buổi cầu nguyện. Thế rồi các con ơi, khi ta sai con đi ra để làm công việc gì không phải là dựa trên sức của các con. Tối thứ sáu vừa qua Chúa dùng một sự xem để nhắc chúng ta cái sự điểm này trong nhiều cách khác nhau. Và tối hôm qua khi gặp một số các mục sư trong chương trình phát thanh, thì một mục sư đã đưa cái điều đó lên để hỏi các mục sư khác. Ông đặt lại câu hỏi mà mục sư xem đã đặt ra. Tại sao? Cũng cùng cuốn Kinh Thánh. Mà nhiều người nói rằng mình tin Chúa, mình biết hết lời của Chúa, giữ theo cả Kinh Thánh. Nhưng mà giữ đến hết sách Tin Lành Giăng là dừng lại. Còn công vụ cái sứ đồ thì thôi. Có một mục sư rất là nổi tiếng của người Mỹ nói tiếng Việt. Ông nói đó là một quyển sách lịch sử, cho nên chúng ta cũng xây dựng niềm tin của mình trên đó được. Tôi trả lời, tôi nói dạ thưa, lời của Chúa thì không nói rằng Matthew, Mark, Luca, Giăng là lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà cả Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Có cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho những người thuộc về Đức Chúa Trời có thể được sắm sẵn để làm mọi việc lành. Cả Kinh Thánh, chứ không phải chỉ bốn sách Tin Lành thôi. Còn công vụ sứ đồ là lịch sử, cho nên đừng có tin và đừng có làm theo điều đó. Không, cả Kinh Thánh. Amen. Có ai tại đây nghĩ rằng công vụ sứ đồ không thuộc về Kinh Thánh không? Và nếu cả Kinh Thánh thì Chúa nói là chúng ta tin. Con người nói chúng ta có thể thắc mắc. Nhưng ngày hôm nay ngược lại, các nhà thần học gia, các tiến sĩ mà nói một cái, ô, sự mặc khải mới của Đức Chúa Trời không? Có thể nó đến từ một cái đầu óc. Mà tiếng Anh dùng cái người tiến sĩ viết tắt đó là PhD. Thì có một số người giải thích đó là permanent injury in the head. Học riết rồi đưa ra những cái lập luận mà không có kiểm chứng lại với cuộc sống hàng ngày và lời của Đức Chúa Trời thì các nhà thần học, các ngài tiến sĩ đó chúng ta coi chừng. Nhưng mà lời của Đức Chúa Trời, anh chị em, Chúa phán sao cứ tin như vậy. Như bà Marie đã nói với, trinh nữ Marie đã nói với những người đệ tớ trong cái bữa tiệc ở tại Cana. Trước khi bà bước ra khỏi đó, bà nói rằng người bảo chi hãy vâng theo cả. Thì bà đã kinh nghiệm, bà đã từng hỏi thiên sứ, làm sao có thể được? Tôi chưa biết người đàn ông nào, làm sao mà tôi có thể có một con trai được? Thì thiên sứ của Chúa đã trả lời, không có việc chi là khó cho Đức Chúa Trời. Nên bà căn dặn những người đệ tớ đó, người bảo chi hãy làm theo cả. Vì bà biết khi Chúa Ngài làm phép lạ, Ngài có thể sử dụng những cái vật liệu mà nó vô lý, nó xúc phạm đến sự suy nghĩ của con người của chúng ta. Cho nên bà nói, người bảo chi hãy vâng theo cả. Thì chúng ta nhớ câu chuyện đó rồi. Chúa Giêsu bảo hãy làm đầy mấy cái chén đá này.
Người ta thiếu rượu chứ đâu có thiếu nước đâu mà sao Chúa bảo đi. Người bảo chi hay vâng theo cả. Thì chúng ta thấy kết quả là 6 cái chén nước đã trở thành rượu ngon nhất. Bởi mấy người này vâng lời. Anh chị em cũng vậy trong đời sống của chúng ta. Đừng trả treo với Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời. Còn chúng ta là con người. Chúa khôn hơn chúng ta nhiều lắm. Kinh Thánh nói rằng trời cao hơn đất bao nhiêu thì ý tưởng và sự khôn ngoan của Ngài cao hơn chúng ta bấy nhiêu. Ngợi khen Chúa. Chỉ có mấy anh coi trời bằng hột tiêu á. Mấy con ếch nằm ở dưới đáy giếng á. Nhìn lên chỉ thấy trời bằng cái vung thôi. Nhưng mà mấy con ếch này mà được lên khỏi giếng rồi đó thì nó thấy trời bao la lắm. Nhưng mà dưới đó thì nhìn lên chỉ thấy có chừng đó. Miệng giếng như thế nào thì nghĩ rằng trời nó chỉ có chừng đó. Xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta đầu phục Chúa một cách trọn vẹn, tâm trí của chúng ta được thay đổi và dầm thấm bởi lời của Đức Chúa Trời. Đó là sự chuẩn bị cần thiết. Thứ hai là sự sức giàu của Chúa. Lưu Ký chương 8 câu 10 đến câu số 12. Người ấy lấy đem xong trên bàn thờ mở hai trái cật, tấm da mỏng bọc gan của con sinh tế chuộc tội. Y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Mô-xe, còn thịt và da người ta đem ra ngoài thiêu ngoài trại quân. Đoạn người giết con xin dùng làm lễ thiêu. Các con trai của A-rôn đem huyết đến, người rưới chung quanh bàn thờ. Rồi ông sức giàu cho. Chúa đã thánh hóa biệt riêng chúng ta trong một vụ. Chúng ta cần biệt riêng đời sống của chúng ta khỏi công việc của xác thịt và ảnh hưởng của đời này, cho Đức Thánh Linh có thể sẵn sàng tuôn đổ qua đời sống của chúng ta để bẻ gãy những cái ách trói buộc ở trong đời sống của chúng ta. Như Ê-sai chương 10 câu 27, trong ngày đó gánh nặng sẽ cất khỏi vai người, ách sẽ cất khỏi cổ người, ách sẽ bị gãy vì sự béo mập hay là sự sức giàu. Rồi đền tạm và các khí cụ bên trong đều được sức giàu và biệt riêng. Lý do chúng ta thiếu kinh nghiệm đắc thắng bởi vì và bị ma quỷ đàn áp là vì chúng ta chưa giải quyết hết, chưa thiêu hủy những nơi cao, những điều trong đời sống của chúng ta. Chúng ta nhớ các vua thứ nhất chương 22, câu 43 đến 44 nói về vua Asa. Người đi theo đường của Asa cha người, chẳng xây bỏ đi, xong làm điều không làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va. Nhưng người không trừ bỏ các nơi cao, dân sự còn tế lễ và đốt hương tại trên các nơi cao. Chúng ta đã cho phép nhiều điều đi vào nhà của mình để chúng ta làm hư hoại chỗ thánh khiết giữa chúng ta với Chúa, và cần phải có sự dọn dẹp. Và chúng ta cho phép đem vào nhà chúng ta những điều đã cung hiến cho quỷ dữ và công việc của nó. Đây là vấn đề. Xin Chúa cho để có một sự càn quét mà Chúa Ngài sẽ làm để tất cả chúng ta thuộc về VUC Houston tại đây, trước khi chúng ta có thể kinh nghiệm Chúa Ngài đến trên thành phố này xuyên qua chúng ta. Thì trong ơn của Chúa, tôi kêu gọi anh chị em ngày hôm nay trong lúc này chúng ta đang nghe, chúng ta dọn trong tấm lòng chúng ta trước và về đến nhà, xin Đức Thánh Linh Ngài hướng dẫn chúng ta đi từng phòng một, từng chỗ một, dọn hết tất cả những gì Chúa không đẹp lòng. Amen. Vì chúng ta khi chúng ta cho phép nhiều điều đi vào trong nhà của chúng ta đó, làm hư hoại cái chỗ thánh khiết giữa chúng ta với Chúa. Không biết anh chị em có để ý hay không, một điều này có thể xảy ra nè. Mình đi nhóm lại, một buổi nhóm tràn đầy ơn của Chúa, sự hiện diện của Ngài, được sức giàu, được ban ơn, được đặt tay ngã ra trong sự hiện diện của Chúa, được nghỉ ngơi trong Chúa, Chúa phục hồi đời sống tươi mới. Trưa Chủ nhật về tới nhà, bật cái cuốn phim lên coi xong, sự hiện diện Chúa đâu không thấy nữa, sự sức giàu không thấy nữa. Chúng ta mở cửa và cho nó chui vào trong nhà của chúng ta, và đặc biệt là trong tấm lòng của chúng ta, cái chỗ của sự thánh khiết mà Chúa có thể bày tỏ được sự hiện diện đó, bây giờ qua cặp cửa là đôi mắt của chúng ta, qua lỗ tai của chúng ta, những điều đó chui vào. Những điều chúng ta cho phép vào trong nhà của chúng ta, anh chị em, như tôi nói khi nãy, có những thứ mà chúng ta không chấp nhận đó. Con rồng là con vật mà bên Phật giáo người ta để trong chùa, thì con cái của Chúa đừng bao giờ mang vào trong nhà của mình. Ô, mục sư, đây là văn hóa gì? Chúng ta đã là những người con cái của Chúa, nếu chúng ta vẫn tin rằng mình là con rồng cháu tiên đó, thì anh chị em nói rằng Đức Chúa Trời nói bậy.
Bởi vì lời của Đức Chúa Trời nói rằng ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên loài người chúng ta. Chứ chúng ta không ra từ con rồng. Chúng ta không phải là con của con rồng mà cũng không phải là cháu của tiên. Ô, sao đây là văn hóa của mình 4.000 năm văn hiến. Xin lỗi. Nó mâu thuẫn với lời của Đức Chúa Trời. Ở chỗ này là cái chỗ rất là nguy hiểm. Tôi biết tôi nói cái điều này là hiện tại đang có những người đang rất là tức giận. Họ binh vực con rồng hơn là tổ tiên của mình. Tại sao? Vì công việc của nó. Hỏi một câu để anh chị em thử suy nghĩ. Có bao giờ chúng ta vào trong chùa và thấy người ta để thập tự giá trong đó không? Sao mình đem cái con mà họ để ở trong chùa của họ mình đem về nhà? Văn hóa, cái đó chỉ là cái ghế, cái đó là cái salon mà người ta cẩn nó, tôi đâu có tin nữa đâu. Xin Chúa cho chúng ta dọn dẹp. Đó là những biểu tượng đã cung hiến cho Satan. Đừng cho nó vào nhà của mình. Văn hóa, thôi xin Chúa cho chúng ta bỏ văn hóa Việt Nam, bỏ văn hóa của Hoa Kỳ và tiếp nhận văn hóa của Kinh Thánh. Vì hai cái văn hóa kia nó có những cái lỗ hổng của nó. Nó có những cái sai lầm của nó. Chỉ có văn hóa của lời của Đức Chúa Trời, của vương quốc của Đức Chúa Trời thì là trọn vẹn. Những người nghiên cứu về lịch sử, tôi thách thức quý vị về và nghiên cứu lại từ lúc nào thì lịch sử của Việt Nam chúng ta có cái chuyện con rồng cháu tiên xen vào. Quý vị sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng đó không phải là lịch sử ban đầu. Vì Việt Nam chúng ta trước đây theo Việt giáo đó, chúng ta thờ trời, có bằng ông thiên, vua chúng ta gọi là thiên tử con trời. Nhưng mà lúc nào thì có cái vụ là con rồng cháu tiên tới đây. Một kế hoạch của ma quỷ để nó cột xiết người Việt Nam của chúng ta. Vì chúng ta thờ nó, chúng ta tôn trọng nó. Có nơi thì 5 móng, có nơi 4 móng. Nói chuyện này nữa, nếu những người muốn nghiên cứu về nghiên cứu xem rồng 5 móng với rồng 4 móng. Mà tại sao tên của thủ đô của chúng ta ngày xưa lại được đặt tên theo như vậy? Nó bắt đầu từ lúc nào? Tại sao cái thành ngày xưa được gọi là khác mà bây giờ thì gọi cái tên đó? Nó có một kế hoạch. Mà cảm ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã cứu chúng ta ra khỏi những điều đó. Ngài cứu chúng ta ra khỏi cái dòng kềm tỏa của Satan. Cho nên ngày hôm nay là con cái của Chúa, anh chị em, chúng ta đừng để nó trong nhà của mình. Cẩn thận xem xét lại những cái cổng mà chúng ta cho nó đi vào trong nhà và trong cuộc đời chúng ta. TV nè, cable nè, iPhone nè. Nó là một cái dao hai lưỡi. Nó có thể được sử dụng để chúng ta cùng thờ phượng Chúa với hội thánh như lúc này các anh chị em đang theo dõi online. Mà nó cũng là một cái cửa rất là gần, rất là dễ để chúng ta có thể bị lôi cuốn và con cái chúng ta có thể bị lôi cuốn. Chỉ một chấm thôi, một cái quẹt thôi thì có thể mở cửa ra cho chúng ta cho những điều mà nó nguy hiểm cho đời sống tâm linh của chúng ta. Đức Thánh Linh lập tức buồn và Ngài sẽ không lên tiếng nữa. Cho nên xin Chúa cho sẽ có một cái sự dọn dẹp môi trường tâm linh của chúng ta ở tại nhà. Nếu chúng ta thành thật muốn rước sự hiện diện của Chúa, muốn mời sự hiện diện của Chúa lại trở lại với chúng ta, xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Hình tượng là điều gì đó đang chiếm chỗ của Chúa trong đời sống của chúng ta. Và nếu điều đó đang chiếm tâm trí của chúng ta, tấm lòng của chúng ta, xin Chúa cho chúng ta hạ nó xuống. Đó là cái nơi cao trong cuộc đời của chúng ta đó. Cuối cùng là chúng ta dọn lòng bằng cách dâng của lễ. Của lễ thiêu. Người dân của lễ thiêu làm để phục hồi mối liên hệ với Chúa và để chuộc tội của chính mình. Arauna tình nguyện dâng cho David sân đập lúa, bò, lưỡi cài để làm của lễ. Nhưng mà David ông dâng cho Chúa những của lễ mà ông nói rằng ông không thể chấp nhận người ta cho ông. Ông không thể nào dâng cho Đức Chúa Trời một cái của lễ mà không có sự hy sinh. Trong những ngày qua, 40 ngày qua Chúa ngày hướng dẫn chúng ta trong các buổi cầu nguyện. Chúng ta nhắc nhở phải có sự hy sinh. Để cho chúng ta muốn rước sự hiện diện của Chúa, muốn bước vào trong sự hiện diện của Chúa.
những điều chúng ta bằng lòng từ bỏ. Sông Anh thứ nhì chương 24 câu 18 đến 25. Ngày đó Gát đến tìm David và nói rằng hãy đi lên lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va tại nơi sân đạp lúa của Arauna, người Jebusit. Và David theo lời của Gát đi lên y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn người. Arauna ngước mắt lên thấy vua và các tôi tớ của người đi tới trước mặt mình, liền đi ra sắp mình xuống đất trước mặt vua. Đoạn Arauna nói, cớ chi vua chúa tôi đến nhà của kẻ tôi tớ của vua? David đáp, ấy đang mua sân đạp lúa lúc này của ngươi, xây tại đó một cái bàn thờ cho Đức Giê-hô-va để ngừng sự tai họa hành hạ dân sự. Arauna thưa với David rằng, xin vua chúa tôi hãy dâng làm của lễ điều gì vua lấy làm tốt lành. Này những bò dùng làm của lễ thiêu, cộ và ách bò dùng làm củi để đốt của tế lễ. Ôi vua, mọi điều đó Arau xin dâng cho vua. Arauna tiếp, đoạn Đức Giê-hô-va, nguyện Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của vua tiếp nhận vua. Vua đáp cùng Arauna rằng, không được, ta muốn mua hết của người cứ theo giá bạc. Ta không muốn dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ta những của lễ thiêu không đáng giá chi. Vậy David mua sân đạp lúa và bò giá 50 xiếc lơ bạc, và lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và dân của lễ thiêu cùng của lễ thụ ân. Thế thì Đức Giê-hô-va động lòng thương Israel và tai họa trong xứ bèn ngừng lại. David đã trả một cái giá để xây dựng một cái bàn thờ, và tại đó ông cầu nguyện xin sự tha thứ của Chúa cho dân sự vì tai họa đang đổ ra. Anh chị em, sự hy sinh của một số con cái của Chúa ở trong hội thánh tại đây, một số đông con cái của Chúa ở trong thời qua, chúng ta đã dâng cho Chúa cái điều mà thời đại của chúng ta rất quý. Vì ngày hôm nay người ta sẵn sàng cho chúng ta tiền chứ không cho thì giờ. Có nhiều người nói thẳng vào mặt tôi, ông mục sư, tôi có thể dâng tiền cho nhà thờ chứ mục sư đừng có hỏi thêm tôi phải dâng thêm thì giờ nữa, tôi không có. Nhưng mà cảm ơn Chúa vì anh chị em đã biệt riêng những thì giờ để chúng ta hạ mình xuống tìm kiếm Chúa. Và chúng ta vừa mới viết lên một cái dòng lịch sử. Chúng ta gặp nhau mỗi buổi tối hơn 40 ngày rồi. Đây là điều mà mới bắt đầu. Nhiều người trong chúng ta nghi ngờ rằng làm sao có thể được. Nhưng mà sự khao khát của anh chị em, sự hy sinh của anh chị em về thì giờ đã đem lại phước hạnh của Chúa. Và tôi tin rằng bởi việc này thì tai họa ở trên xứ này sẽ ngừng lại. Khi Chúa Ngài vừa lòng và Ngài đến với thành phố của chúng ta, thì khi Ngài đến, hòa bình, yên ổn và phước hạnh mà sự hiện diện của Chúa có thể mang đến sẽ giải quyết vấn đề tội ác giết người đang lên cao trên thành phố Houston của chúng ta. Vì đường lối của cái đảng chính trị hiện tại là đường lối của họ là bắt rồi đóng tiền để tại ngoại để có thể hầu tòa sao đó. Bây giờ họ nói rằng không cần đóng nữa, nên bắt vô họ thả ra. Và những người tội nhân mà họ bị bắt vì cái tội họ làm, họ ăn trộm ăn cướp, đưa vào ở trong tù tạm thời để trước khi bỏ vào trong tù lâu ngày, thì tòa án đã thả họ ra rồi. Sẽ thay đổi. Khi từ chánh án của quận Harris của chúng ta cho đến thị trưởng của thành phố sẽ suy nghĩ trở lại. Là người ta phải trả đền cái tội cho công việc xứng đáng với tội họ làm. Thì lúc bây giờ mới đem lại cái trật tự trong xã hội. Nhưng bây giờ là họ sẵn lòng để muốn được thêm nhiều cái lá phiếu của dân chúng ở tại thành phố là tại tiểu bang. Họ bằng lòng bẻ cắn công của công lý. Họ bằng lòng đàn áp những cái người giữ trật tự cho mình bằng cách cắt lương cho nó chết đói. Để ti cảnh sát không còn có đủ tiền để có thể mướn thêm nhiều cảnh sát mà cắt giảm xuống để chi? Để những người phạm tội tự do hành động. Chúng ta thấy vô lý không chị em? Rất là vô lý. Tôi nhiều khi tôi ngồi tôi xem những cái bản tin đó và tôi nghe những người trưởng ti cảnh sát của quận Harris của chúng ta đó, ông trình bày, ông khóc ở trên đó, tôi cũng ngồi đây khóc. Ông nói là quy trình rất là vô lý. Các nhân viên cảnh sát của chúng tôi khi nghe một cái cú điện thoại là có một cái nguy hiểm đang xảy ra và họ xách xe, họ chạy với một cái tốc độ như vậy để đáp ứng nhu cầu, đến nơi hy sinh có thể mất mạng của mình để bắt cái tên tội nhân đó, chở nó về, bỏ nó vào trong tù. Ông chánh án đứng lên mà nói đi về. Ông nói là có nhiều, ông nói
trong lúc đó ông khóc và ông nói rằng tôi đã dự tang lễ và chôn 6 người constable trong tì cảnh sát của tôi. Một cái hết sức là vô lý như vậy. Nhưng mà những người khác, trừ trường hợp có sự thâm viếng và sự thánh khiết được phục hồi trở lại, sự công bình chính trực được phục hồi lại, thì những việc như vậy sẽ tiếp tục xảy ra. Vì người ta ích kỷ muốn cho cái đảng chính trị của mình hay là đường lối của mình thực hiện để được thêm nhiều lá phiếu, thì họ sẵn sàng chết ráng chịu. Rồi lại có những nơi bây giờ la làng. Nói sao bây giờ trật tự an ninh nó mất rồi ở trong cái tiểu bang của tôi. Tại sao? Tại vì mình đã bỏ phiếu cắt giảm lương của cảnh sát. Thì số lượng nhân viên cảnh sát, nhà cầm quyền, nhà chức trách bị giảm xuống, mà phạm tội cũng không có phải trả một cái giá gì, thì nó phạm tội. Ở một tiểu bang chúng ta biết, và nói rằng nếu ăn cắp, ăn trộm mà dưới $1,000 không ở tù không gì hết. Họ đưa ra cái luật đó hả hê, ô mình bây giờ là một cái tiểu bang rất là văn minh. Rồi hỏi tại sao là nó đập cửa vào, nó hôi của, nó ôm ra, nào là Louis Vuitton, nào là đủ mọi thứ. Một lần như vậy là nó ôm mấy chục ngàn. Nhưng mà không có, đâu có nhân viên cảnh sát nào bị bắt nó lại. Đưa cái máy tính ra, nãy giờ mày lấy bao nhiêu món, ở dưới 1,000, thôi đi đi. Không có phải không? Vì ai có thời giờ để làm công việc đó. Cho nên chúng tha hồ đập phá đủ mọi thứ. Cho đến chừng sự chính trực được phục hồi trở lại. Cho đến chừng sự phục hưng và thức tỉnh tâm linh xảy ra. Và anh chị em, chính sự hy sinh của vua David đã cho chúng ta thấy cái kết quả như vậy. Thì chúng ta cũng cần phải có những sự hy sinh để mời rước sự hiện diện của Ngài đến trên cuộc đời chúng ta, gia đình chúng ta, hội thánh của Chúa và thành phố này và đất nước xứ sở này. Của lễ thiêu mà chúng ta dâng cho Chúa, đó là thì giờ của chúng ta. Trong điều khác, chúng ta nên dâng cho Chúa hy sinh này, nó tốt cho chúng ta vô cùng. Đó là sự kiêu ngạo của chúng ta. Vì kiêu ngạo chúng ta sẽ cho mình khôn hơn Chúa. Chúa bảo mình làm, mình nói rằng Chúa ơi, con có khả năng, con có làm gì được. Chúa nói rằng ta biết, nhưng mà ta sai con đi trong sự sai phái của ta. Sự tự kiêu, sự tự tin, sự tự phụ của chúng ta là những của lễ hy sinh chúng ta cần dâng lên trước mặt Chúa. Đó là những cái giá đáng để trả, để chúng ta trở lại trong mối liên hệ mà chúng ta đã vốn có với Chúa của chúng ta. Amen anh chị em. Biết ra thánh, có ba chỗ mà chúng ta thấy lời của Chúa bảo Môi-se làm. Đó là sức quyết ở trên trái tay, ở trên ngón tay cái của tay phải và ngón chân cái của chân phải. Tại sao? Phải sức quyết trên lỗ tai, sức quyết trên ngón tay cái của tay phải và chân cái, ngón chân cái của chân phải. Lý do là bởi vì khi chúng ta hiểu, chúng ta sẽ thấy rất cần thiết. Lê Vi Ký chương 8 câu 23, Môi-se và A-rôn bèn vào hội mạc, kể lại ra chúc phước cho dân sự, sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng cả dân sự. Kết quả của công việc là có cái sự chúc phước và sức giàu cho A-rôn và các con trai của người. Sức ở đâu? Sức ở trên trái tai. Tai để chúng ta có thể nghe được tiếng Chúa phán trở lại một cách thường xuyên. Lỗ tai của chúng ta cần phải được huyết của Chúa rửa sạch và được thanh tẩy. Sau khi Đức Chúa Giê-xu Ngài dạy một ẩn dụ, thường Chúa Ngài nói cụm từ này: ai có tai mà nghe hãy nghe. Tôi tin rằng những người nghe Chúa là ai cũng có hai cái lỗ tai hết. Mà Chúa nói rằng ai có tai mà nghe hãy nghe. Tại sao? Vì có những người có lỗ tai nhưng mà không có lỗ tai. Vì tai của họ nó điếc rồi đối với tiếng phán của Chúa. Thế nên cần phải được thanh tẩy. Anh chị em, một trong những điều chúng ta cần chuẩn bị, bởi vì nghe được sự dẫn dắt của Chúa và tiếng phán của Ngài là điều rất là quan trọng để chúng ta muốn được Chúa Ngài sử dụng và đại dụng. Trong những ngày qua chúng ta được nhắc đi nhắc lại rằng Đức Chúa Trời vẫn còn phán dạy ngày hôm nay. Và những lời tri thức mà chúng ta đã thấy được thể hiện ra cho chúng ta mỗi đêm. Có những điều mà chỉ có Đức Chúa Trời biết. Chúa dùng phán với tôi tớ của Chúa bắt được để chia sẻ lại với chúng ta. Anh chị em, Chúa Ngài cũng muốn chúng ta là chiên của Chúa.
Có bao nhiêu người tại đây là chiên của Chúa? Cảm ơn Chúa. Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó biết ta. Chiên của Chúa mà không nghe được tiếng của Chúa, không quen với tiếng của Chúa là dê chứ không phải là chiên. Lời của Chúa nói không phải tôi nói nha. Kéo cái zipper xuống một cái nó lòi ra, không phải là chiên, mà chỉ có vỏ bên ngoài thôi. Xin Chúa cho chúng ta là chiên thật của Chúa, để chúng ta sẽ là những người có thể nghe được tiếng phán của Ngài. Lỗ tai của chúng ta cần phải được thanh tẩy, vì đã quá lâu chúng ta để cái lỗ tai của chúng ta cho ma quỷ nó làm việc. Vì chúng ta cho nó cái lỗ tai để nghe những cái tin tức xấu. Một người đi nói xấu người khác là giao cái miệng của mình cho Satan nó sử dụng. Cái người ngồi nghe là giao cái lỗ tai của mình cho nó sử dụng. Vì khi những điều đó nó đi vào trong chúng ta, đức tin đến với sự người ta nghe trong cái sự tích cực lời của Chúa cũng như những điều tiêu cực. Chúng ta nghe riết chúng ta tin. Xin Chúa cho để lỗ tai chúng ta được rửa sạch. Hãy từ nay chúng ta chỉ lắng nghe tiếng Chúa phán mà thôi. Amen anh chị em. Rất là quan trọng. Chúng ta nghe những gì tai chúng ta lắng nghe. Cho tôi minh họa cái điều này. Mỗi buổi chiều, cái lỗ tai tôi để ngoài đường, để ngoài trước sân nhà. Vì một trong những cái niềm vui của chúng tôi là các con về ăn tối với gia đình. Nhiều khi đã có một số về rồi, vui vẻ nhộn nhịp, nhưng mà còn một gia đình chưa về tới. Thì trong lúc mọi người đang nói chuyện ồn ào, tôi nói rằng nó tới rồi đó. Nó đúng như vậy. Tại sao? Vì lỗ tai tôi đẩy ngoài đường. Thì tôi đang mong đợi người tôi yêu thương. Và Chúa cho mỗi cháu, mặc dù chúng tôi giao cho mỗi gia đình một cái chìa khóa để mở cửa nhà của chúng tôi, nhưng mà mỗi em đến nó không có xách chìa khóa theo, nó đến một cách khác nhau. Paul, Julian và Michael và Kimmy luôn luôn đi cửa trước mà bấm chuông trước. Cho nên khi nghe ding dong là tôi nói, nếu mà Paul nó đang ngồi, Paul là Julian đang ngồi trong bàn, Michael chứ không ai hết. Và thật đúng như vậy. Xem thì đến bằng cửa nhà xe và bấm cái keypad, tôi nghe tít tít tít, tôi nói xem đến. Trong khi mọi người đang ồn ào nhiều âm thanh lắm, nhưng mà tại sao tôi bắt được điều đó? Bởi vì lỗ tai tôi để ngoài kia. Tôi mong đợi những cái âm thanh, những cái tiếng nói, luôn cái tiếng xe của các cháu cũng phân biệt được xe của đứa nào đang chạy đến sân nhà của mình. Anh chị em, khi cái lỗ tai của chúng ta lắng nghe tiếng phán của Chúa, chúng ta sẽ bắt được tiếng phán của Ngài. Và cái gì chúng ta tập trung vào, chúng ta sẽ nghe. Phải không? Một minh họa khác để anh chị em thấy, nếu nó ở trong cái tần số của chúng ta đó, thì chúng ta bắt đầu khám phá và thấy nó nhiều lắm. Anh xem khi mua chiếc xe mới, thì thình lình chúng ta lái xe ở trên đường phố, chúng ta ai cũng lái cái loại xe của mình hết á. Tôi lái chiếc xe Camry màu trắng, nhìn ở trên đường phố, ô, đang đó một chiếc Camry màu trắng, đằng đó một chiếc nữa, sau ai cũng chạy xe Camry màu trắng hết. Trước đây nó có mặt, nhưng mà mình không có để ý đến nó. Tiếng phán của Đức Thánh Linh cũng giống như vậy. Ngài phán với chúng ta mỗi ngày, tất cả những con chiên của Chúa đều nghe tiếng Chúa phán, và đáng lý chúng ta phải quen với tiếng của Ngài đó. Nhưng mà tại vì chúng ta không có để cái lỗ tai của chúng ta lắng nghe tiếng Chúa phán. Mà lỗ tai của chúng ta thì nghe tin xấu thì thích lắm á. Tôi có thể hình dung khi nghe nói về chuyện gì của ai đó, là anten nó giống tít tít tít, nó dựng lên liền, lắng nghe. Mà cái khổ này này là nghe không rõ, nghe không hết. Cho nên nó lấy râu của ông này cắm càm của bà nọ. Cuối cùng ra chuyện nó tày quầy, nó không có giống ai đó. Xin Chúa cho để chúng ta có sự chuẩn bị. Anh chị em muốn kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa, xin Chúa Ngài sức huyết của Ngài trên trái tài của chúng ta. Thì chúng ta sẽ nghe tiếng phán của Chúa, được sự dẫn dắt của Ngài. Và chỉ dành lỗ tai của chúng ta để nghe tiếng phán của Chúa mà thôi. Cái gì mà nó có mùi của ma quỷ đó, bịt tai lại. Không mất mát gì đâu anh chị em. Đừng nói sao đi nhà thờ mà không biết chuyện gì hết ở trong nhà thờ vậy. Thà là như vậy còn hơn là biết những chuyện không đúng. Tôi nói như này rất là thành thật, bởi vì anh chị em ơi, sự cứu rỗi cho dân tộc của chúng ta và những phước hạnh
Chúa Ngài muốn dành cho đời sống của chúng ta, thành phố của chúng ta ở trong những ngày sắp đến tùy thuộc vào những con người có sẵn sàng để nhận sự hiện diện vinh hiển của Chúa hay là không. Cho nên chị em có buồn tôi vẫn nói, vì tôi yêu thương anh chị em. Mà muốn một ngày tôi đứng trước mặt Chúa trả lời rằng con đã giảng, con đã dạy, họ không làm, đó là việc của họ. Tôi không muốn bị Chúa mắng là đệ tớ gian ác, không làm lợi những ta lân mà ta đã dành cho con. Xin Chúa nghe thương xót. Ngón tay cái nói đến cái sự phục vụ Chúa của chúng ta. Chúng ta không thể phục vụ Chúa, làm công việc của Chúa cho đến khi chúng ta để thời giờ ở riêng với Chúa. Mà nhiều khi chúng ta quá bận rộn làm việc mà chúng ta nghĩ là chúng ta làm cho Chúa. Nhưng chỉ có khi nào chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa, nhận được sự dẫn dắt tiếng phán của Ngài, chúng ta mới có thể làm được những việc Chúa muốn chúng ta làm. Có những quyết định của chúng ta, anh chị em, ngay lúc đó chúng ta tưởng rằng mình quyết định đúng lắm, mà tất cả cảm xúc của mình, tất cả mình nói rằng đúng. Một thời gian sau mình nhìn lại, mình thấy rằng mình đã lầm to. Anh chị em đừng để đời sống tâm linh của chúng ta như vậy. Chúng ta có một nguồn cứu giúp và sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. Thánh Linh của Chúa đã được Chúa Giêsu sai đến để dạy chúng ta mọi sự và nhắc chúng ta mọi điều mà Ngài đã dạy. Chúng ta không thể nào lạc lối khi có Thánh Linh hướng dẫn chúng ta hoàn toàn. Và cuối cùng là ngón chân cái, nói đến chân chúng ta bước đi theo Ngài. Đi theo có nghĩa là vâng lời Ngài theo sự dẫn dắt của Chúa. Chúa bảo đi, đi. Chúa bảo đứng, đứng. Chúa bảo đi đâu, chúng ta hỏi xin Chúa giúp đỡ cho con sẽ đi đến đó. Vì trong ơn của Ngài, Chúa sẽ sai phái. Và chúng ta phải có một cái ngón chân sẵn sàng bước đi. Chúng ta biết cái ngón chân cái chúng ta quan trọng. Và trong thời chiến tranh Việt Nam, vì muốn trốn quân dịch, tôi đã từng chứng kiến và thấy của những người trong xóm của tôi, họ lấy cái ngòi nổ của trái lựu đạn cài vào trong ngón chân cái mình, nổ một cái bóp một cái, mất cái ngón chân cái. Đi khám sức khỏe là người ta nói rằng không thể làm lính được, mất cái ngón chân cái. Anh chị em yêu dấu, xin Chúa nghe cho chúng ta có cùng một ngón chân cái, mà nhất là chân bên phải là biểu tượng của sức mạnh, sẵn sàng đi theo sự dẫn dắt của Chúa. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa, thay vì chúng ta lầm bầm thì chúng ta làm theo lời của Chúa tức khắc. Chúng ta tập làm theo, đi theo lời của Ngài, sự dẫn dắt của Chúa, thì Đức Chúa Trời Ngài sẵn sàng để sử dụng chúng ta. Cảm ơn Chúa. Tất cả những sự chuẩn bị này, ba điều chuẩn bị này, từ bộ trang phục thánh khiết đến sự sức giàu trong ơn của Chúa, thì chúng ta thấy rằng tất cả đều chuẩn bị để Aaron và các con trai của người có thể phụng sự Chúa ở trong đền thờ, trong đền tạm. Mỗi người trong chúng ta đều có sự kêu gọi của Chúa. Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 9 nói: "Như anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua." Trong nguyên tác và bản tiếng Anh thì anh em là thầy tế lễ và các vua ở trong nước của Chúa. Một địa vị rất là cao và một công tác rất là quan trọng. Là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm để đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Đó là sự kêu gọi của Chúa. Và Chúa Ngài muốn tuôn đổ quyền năng, sự hiện diện, hiển lộ của Ngài ở trên chúng ta để chúng ta có thể thực hiện được điều Chúa gọi chúng ta làm. Anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Sức giàu có nghĩa là biệt riêng ra thánh cho công việc của Chúa, từ Aaron, các con trai của người cũng như các vật dụng ở trong đền tạm. Khi Môi-se sức giàu trên thì bây giờ nó không được sử dụng cho một công tác nào ngoài đền thờ hết, mà chỉ dành cho Chúa trong sự phụng sự Ngài mà thôi. Cái bàn đó không còn gọi là cái bàn nữa, mà gọi là một cái khí mạnh ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Cái hộp đó không còn là cái hộp bình thường nữa, nhưng một rương giao ước, nơi mà Chúa bày tỏ sự hiện diện của Ngài. Anh chị em yêu dấu, hãy chuẩn bị sẵn sàng nhận sự sức giàu. Chúng tôi sẽ đặt tay cầu nguyện trên những ai đáp lại với Chúa, nói lại Chúa,
Con muốn kinh nghiệm sự vinh hiển của Chúa, sự diện hiển lộ của Ngài. Con muốn biệt riêng cuộc đời của mình ra. Xin Chúa đổ đầy đời sống của con, để con có thể học về Chúa, để con có thể làm nguồn phước, để Chúa có thể qua đời sống của con và hội thánh của Chúa mà đến trên thành phố này. Anh chị em muốn, khao khát, chúng tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em. Nếu có ai ở bên ngoài có thể mời một sư xem vào để hợp tác với chúng tôi, và chúng tôi có thể phục vụ quý bạn chị em. Ngay trong giờ này xin chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cầu nguyện. Với con cái Chúa, chúng tôi yêu thương anh chị em. Những ai thấy rằng mình đã nhận được rồi và không cần, thì anh chị em có thể bước ra bên ngoài chuẩn bị và chờ chúng tôi một chút. Chúng tôi sẽ ra đó để cùng dùng cái tiệc trà nhỏ với anh chị em. Những ai khao khát và nói với Chúa rằng con muốn được Chúa nghe sử dụng, con chuẩn bị đời sống của con cho sự vinh quang của Chúa đổ xuống, thì tôi và mình sẽ xem là biểu tượng của Môi-se và A-rôn bước ra từ nơi họ gặp gỡ Chúa, chúc phước cho dân sự. Kinh Thánh chỉ ghi lại chúng ta thì sự vinh quang của Chúa đã đổ xuống. Nên Chúa ban ơn để qua thì giờ này anh chị em sẽ thấy một sự khác biệt lớn. Cá nhân tôi kinh nghiệm điều này. Khi chúng tôi được đặt tay, chúng tôi được sức giàu, thì lập tức luôn cả các anh họ của tôi trong gia đình cũng nhìn và nói rằng khác lạ. Các anh chị em biết tôi trước đó cũng nói rằng rất là lạ. Thình lình tiếng Anh của tôi nó giống như là nó phát triển một cách nhảy vọt. Tôi có thể hiểu, tôi có thể thông dịch, tôi có thể làm nhiều thứ mà bình thường không thể làm được. Và nhiều nhiều điều siêu nhiên khác nữa. Một sự xem cái kinh nghiệm sự đặt tay của các đầy tớ của Chúa 7 năm về trước cũng đã bày tỏ ra một sự khác biệt rất là lớn. Các chị của một sư xem nói với tôi không nhìn ra được đứa em trai của mình. Khi cầm Kinh Thánh lên thì có lời của Chúa từ nơi Kinh Thánh để chia sẻ, để hướng dẫn luôn các chị của mình, các em của mình ở trong nhà. Vì sự sức giàu của Chúa, vì sự hiện diện của Chúa. Anh chị em khao khát, chuẩn bị. Sẽ đánh dấu ngày hôm nay có một gì đó bắt đầu khác biệt. Sự vinh quang của Chúa mọc lên trên anh chị em, sự vinh quang của Chúa đổ xuống trên anh chị em. Những người thân thương của chúng ta sẽ nhìn chúng ta và nói ước. Sao có gì lạ? Khi chúng ta mở miệng ra nói thì là lời ân hậu và chân lý của Chúa tuôn ra từ chúng ta, vì lời tri thức đã đổ xuống trên chúng ta. Người ta sẽ ngạc nhiên, và rồi Chúa sẽ cất nhắc và anh chị em sẽ trở nên những người có thẩm quyền trong dòng họ của mình. Trước khi họ làm cái gì họ đi kiếm chúng ta để hỏi ý kiến chúng ta trước. Tôi cam đoan với anh chị em điều đó, vì sự khôn ngoan của Chúa sẽ làm cho anh chị em được trỗi cao như các con của Obed-Edom, anh chị em còn nhớ không? Tất cả các con ông và cháu ông trở nên những người khôn ngoan ở trong xứ. Họ làm những người để mà cai trị ở trong gia tộc của họ. Bởi vì cha của họ đã làm một cái quyết định hết sức là quan trọng, dành chỗ cho sự hiện diện của Chúa, rồi đeo đuổi sự hiện diện của Chúa, trở nên một cái người gác cổng cho rừng giao ước của Chúa, sự hiện diện của Ngài. Sẵn sàng. Chúng tôi nhân danh Chúa và chúc phước cho anh chị em, Chúa ban phước cho anh chị em, để anh chị em làm nguồn phước cho gia đình, gia tộc của mình, cho cộng đồng của mình và cho thành phố này. Và Đức Chúa Trời sẽ sử dụng anh chị em làm phần tử của đạo quân mà Chúa Ngài sẽ hành động qua chúng ta, để thành phố này, đất nước này sẽ biết được đường lối của Chúa. Để Chúa thương xót trên chúng ta và chiếu sáng mặt Ngài trên chúng ta, để đường lối Chúa được biết ở các nước, và sự cứu rỗi của Ngài sẽ được đồn rao giữa các dân. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.